Ngày 16 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Viết Chữ chịu trách nhiệm chính về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ từ năm 2010 đến năm 2015, 2015 đến năm 2020 và của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc chủ trương, quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử, cử cán bộ, công chức, sinh viên tốt nghiệp đại học của tỉnh đi công tác học tập ở nước ngoài không đúng với tiêu chuẩn. Chủ trương đầu tư một số dự án lớn từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất, ký văn bản về chủ trương bổ sung dự án vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn để hỗ trợ dự án đầu tư của doanh nghiệp, chủ trương tăng vốn điều lệ, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tạm ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện dự án, ký văn bản và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp không đúng thẩm quyền Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy. Những việc làm trên của đồng chí Lê Viết Chữ đã vi phạm quy chế làm việc của Tỉnh ủy và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vi phạm khuyết điểm của đồng chí Lê Viết Chữ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí, đến mức cần phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Quá trình kiểm điểm, đồng chí Lê Viết Chữ đã nghiêm túc nhận thức rõ trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của đồng chí cho sự phát triển của tỉnh, căn cứ quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Viết Chữ bằng hình thức cảnh cáo.